Đồng thời, Bộ Giáo dục cũng yêu cầu khẩn trương rà soát cơ cấu chi phí và giá thành, rà soát tinh giản biên chế, đặc biệt các bộ phận hành chính, hoàn thiện các quy trình quy chế, định mức, rà soát xây dựng lại phương án chi trả lương, thực hiện đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhiều đối tác cung cấp vật tư, giấy in, cắt giảm tối đa các chi phí trung gian và chi phí phát hành, hoàn thiện lại kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bộ cũng yêu cầu nhà xuất bản xây dựng kế hoạch truyền thông rộng rãi đến nhân dân các đối tượng chịu tác động hiểu và đồng thuận theo kết luận của phó thủ tướng chính phủ và văn bản của bộ tài chính đến khi điều kiện thuận lợi mới thực hiện kê khai điều chỉnh giá bán sách theo quy định